cái này tiểu nha đầu, một ngày sạch nó lời bịa đặt. Sở Phong rảnh tay, nếu lấy Trần Thiên Thiên bím tóc, trong giọng nói còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Băng Nghiên nghe nói như thế biểu lộ lại khôi phục thành trước kia bộ kia cao lạnh bộ dáng, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trần Thiên Thiên ủy khuất ba ba mà nhìn lấy Sở Phong, có chút không rõ ràng cho làm chính mình chỗ nào nói sai. Bất quá tiểu hài tử ủy khuất tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Sở Phong chỉ dùng một sâu mứt của liền đen tiểu nha đầu này cho hồng vui vẻ. Nửa canh giờ về sau, Sở Phong một hàng ba người đi tới Lâm Giang thành bên ngoài Long Vương Miếu. Nơi này sớm đã là người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Lâm Giang dân chúng trong thành cùng tu sĩ phần lớn đều tụ ở chỗ này. Sư tôn, ta nhìn không thấy. Trần Thiên Thiên nhón chân lên hướng về phương xa nhìn ra xa, Sở Phong trực tiếp đem tiểu nha đầu này bế lên cùi hỏi, hiện tại ngươi có thể thấy được sao? Mê mờ. Trần Thiên Thiên gật gật đầu, hai tay nắm ở sư tôn cổ, cái kia thân mật bộ dáng thì giống như một đôi cha và con gái. Theo Lâm Giang thành chủ xuất hiện, Long Vương tế tự chính thức bắt đầu, đi qua một hệ liệt rườm rà trình tự về sau, cuối cùng đã tới hiến tam sinh trình tự. Chỉ thấy mấy chục cái đại hàn dơ lên mấy chục con giết tốt trâu, dê, chư tam chủng yêu thú hướng về gần trong nước đổ vào. Ào, yêu thú đổ vào trong nước về sau văng lên một trận bọt nước. Lâm Giang thành thành chủ thấy hình dáng cũng đem trong tay mỹ tử đổ vào trong nước, mở miệng nói, nhì, tấu nhạc nhảy múa. Dứt lời, một trận vui mừng tiếng nhạc liền vang lên, ngay sau đó một chi to lớn đội múa liền xuất hiện tại miếu thờ trước quảng trường phía trên nhảy múa. Chung quanh quần chúng ào vỗ tay bảo hay, Trần Thiên Thiên còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng cảnh, hưng phấn đến nhanh nhảy dựng lên. Ngay tại toàn bộ Long Vương miếu đều biến thành một mảnh náo nhiệt hải dương lúc, nguyên bản bình tĩnh Lâm Giang lập tức thì biến đến chảy xiết lên. Ào, nương theo lấy một tiếng to lớn thủy triều âm thanh, một đạo cao mấy chục trượng sóng lớn theo Lâm Giang nhấc lên, hướng về Long Vương miếu cuốn tới. Như thế biến cố đen tất cả mọi người ở đây đều làm cho giật mình. Lâm Giang thành chủ kiến hình dáng vội vàng rút ra chính mình trường kiếm bên hông, hướng về cái kia cự lãng chạm đi. Keng, chỉ thấy một đạo dài mấy chục thước kiếm khí hướng về sóng lớn rơi xuống. Kiếm khí còn không có đụng phải sóng lớn, trong nước thì truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, cũng là như thế phổ phổ thông thông hừ lạnh, cái kia dài mấy chục thước kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tan. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo bọt nước rơi xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đứng tại Sở Phong bên cạnh Băng Nghiên tiện tay một điểm, bọt nước trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng ổn định ở Long Vương miếu trên không. Hô, mọi người ở đây thấy cảnh này, thở phào một cái. Lâm Giang thành chủ vội vàng hướng về gần trong nước cung kính hành lễ nói, Long Vương ở trên, không biết ta Lâm Giang thành lần này tế tự đến tụt cùng chỗ nào gây ngài tức giận, còn mời Long Vương đại nhân cáo chi. Hừ, trong nước lại lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bản tọa, các ngươi thế mà cầm những vật này đến tế tự bản tọa, là xem thường bản tọa sao? Cái này vừa nói, Lâm Giang thành bên trong tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, nguyên một đám bắt đầu thì thầm với nhau, hỏi thăm lần này tế tự đến tụt cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Lâm Giang thành chủ thì là khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác Long Vương hôm nay thanh âm có chút không đúng, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hắn tiếp tục hỏi thăm, xin hỏi Long Vương đại nhân cần gì dạng cống phẩm, ta lập tức phái người chuẩn bị, nhất định khiến Long Vương đại nhân hài lòng. Trong nước lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc, đã ngươi như thế thức thời, vậy bản tọa thì không so đo các ngươi Lâm Giang thành tu sĩ vừa rồi vậy mà ngăn cản bản tọa xuất thủ sự tình, bất quá năm nay cống phẩm đến gấp bội, đây là tự nhiên. Lâm Giang thành chủ cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, cũng không có đi trách cứ mới vừa xuất thủ vị kia tu sĩ, nếu không phải có tu sĩ kia xuất thủ, vậy hôm nay Lâm Giang thành đem về có mấy vạn bách tính tao. Trọng, ngươi hãy nghe cho kỹ, năm nay bản tọa muốn các ngươi Lâm Giang thành dâng lễ 200 đồng nam đồng nữ, về sau hàng năm đều muốn dâng lễ 100 đồng nam đồng nữ, cho ngươi 3 canh giờ. Nhanh đi chuẩn bị đi, nếu là trong vòng 3 canh giờ, bản tọa không nhìn thấy 200 đồng nam đồng nữ, bản tọa thì làm cho cả Lâm Giang thành biến thành một vùng biển mênh mông. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây sắc mặt biến đổi lớn. Cung phụng đồng nam đồng nữ, đây là tuyệt đại đa số người đều không tiếp thụ được. Lâm Giang thành thành chủ sắc mặt phá lệ khó coi, hắn cắn răng nói, Long Vương đại nhân, cái này cùng chúng ta trước đó ước định không giống nhau. Trước đó chúng ta thế nhưng là nói tốt, ta Lâm Giang thành cho ngài cung cấp hương hỏa cung phụng, mai phù hộ ta Lâm Giang thành mưa thuận gió hòa. Long Vương, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bản tọa kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Người tốt nhất đừng khiêu khích bản tọa, bằng không ta liền lấy ngươi tới làm đồ nhắm, đổi một nguyện ý vì bản tọa hiệu lực tu sĩ để làm thành chủ. Tha thứ khó tòng mệnh, các hạ nếu là đối ta bất mãn cử vát sức xuất thủ, ta tin tưởng Lâm Giang nhân tộc tuyệt đối sẽ không làm bực này làm trái nhân luân sự tình. Lâm Giang thành chủ nói lấy thân phía trên tản ra dục thần cảnh khí tức, trường kiếm trong tay cũng tản mát ra một đạo quang sáng, một bước tùy thời khẳng khái hy sinh bộ dáng. Được, rất tốt. Vừa vặn bản tọa cũng đã lâu không có thưởng thức qua nhân tộc tu sĩ mùi vị, trước hết bắt người mở một chút dạ dày. Dứt lời, gần trong nước liền tản ra đầy trời yêu khí, đem trọn cái Lâm Giang thành đều cho bao phủ lại. Lâm Giang thành chủ cảm nhận được cỗ này đáng sợ yêu khí, sắc mặt biến đổi lớn, hô to một tiếng, người không phải Lâm Giang Long Vương. Kiệt kiệt kiệt, trong nước yêu mà phát ra một trận tiếng cười chói tai, bây giờ mới biết chứ. Đang khi nói chuyện,
Một đạo vòi rồng nước theo sông bên trong bay ra, hướng về Lâm Giang thành chủ đánh tới. Mạng ta xong rồi. Lâm Giang thành chủ trong đầu lóe lên một cái ý niệm như vậy, sau đó nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đến. Chấn. Một cái như là chuông lớn giống như thanh âm quanh quẩn tại Lâm Giang trên không. Chỉ một thoáng giữa thiên địa yên lặng như tờ, vòi rồng nước biến mất, ngút trời yêu khí cũng theo tiêu tán. Lâm Giang thành chủ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh Lâm Giang, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, hắn ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, chắp tay nói. Không biết vị tiền bối nào đích thân tới, còn xin tiền bối thay ta Lâm Giang thành trấn áp yêu nghiệt này, sau đó ta Lâm Giang thành tất có thâm tạ. Hắn lời còn chưa dứt, trong nước thì truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, giống. Ngay sau đó chỉ thấy một đầu dài mấy trăm trượng độc giác dao theo gần trong nước bay ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Vương miếu bên trong mọi người, tức hồn hển mà gầm thét nói. Là ai? Là ai quấy rầy ta độc giác hầu chuyện tốt, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Tĩnh, toàn trường đều là tĩnh, tất cả mọi người ở đây ngậm miệng lại không dám nói nhiều một câu. Trực diện cái này độc giác hầu Lâm Giang thành chủ càng là đầu đầy mồ hôi, thân thể càng là ngăn không được run rẩy, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chiếm lấy Lâm Giang lại là một đầu phong hầu yêu vương, xong, lần này toàn xong. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng từ trong đám người truyền đến. Bản công tử còn tưởng rằng là cái gì yêu ma quấy rầy ta tiểu đồ nhi xem kịch, cảm tình là ngươi cái này tiểu tiểu giao long, nói đi ngươi muốn chết như thế nào. Cái này vừa nói, tại chỗ toàn bộ sinh linh, đem ánh mắt chuyển rời đến thanh âm phát ra địa phương. Long Vương miếu trước quảng trường. Tại chỗ ánh mắt mọi người đều tập trung tại một nhà ba người trên thân. Nữ tử áo trắng tung bay, mang mạng che mặt, thanh lệ cao lạnh. Nam tử xem thường Phan An, phong độ nhẹ nhàng, trên tay còn ôm lấy một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài tự hồ không có phát hiện mình hiện tại vị trí tình trạng, một đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong độc giác hầu, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lúc trước đứng tại cái này một nhà ba người người chung quanh, đang nghe cái kia nam tử về sau, nhượng bộ lui binh, sợ bị nam nhân này liên lụy. Là ngươi? Độc giác hầu một đôi như là lồng đèn lớn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này. Không tệ, chính là ta. Sở Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái ánh sáng mặt trời sáng sủa nụ cười. Hắn nói một câu về sau, thì không tiếp tục để ý trên bầu trời độc giác hầu, mà chính là quay đầu nhìn trong ngực ôm Trần Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, ngươi cũng đã biết vi sư vì sao không dạy ngươi công pháp. Trần Thiên Thiên lắc đầu, lại gật gật đầu. Sư tôn là sợ ta. Sở Phong cười nói. Tự nhiên không phải, vi sư lúc trước không truyền thụ ngươi công pháp, là bởi vì ngươi không biết mình muốn cái gì, bởi vậy vi sư chỉ là muốn ngươi vượt qua một cái không buồn không lo tuổi thơ, cùng những đứa trẻ khác một dạng thật vui vẻ. Trần Thiên Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Sở Phong lấy tay sờ sờ Trần Thiên Thiên mũi thon cười nói. Tự nhiên là thật, vi sư dù sao cũng là đệ nhất danh sư, cần phải lừa ngươi tiểu nha đầu này á? Hôm nay vốn là muốn xem cuộc vui, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này. Vi sư thì cho ngươi phía trên trong đời khóa thứ nhất. Cái gì khóa? Trần Thiên Thiên lập tức thì biến thành bé ngoan bộ dáng, ngập nước trong mắt to tràn đầy muốn biết. Như thế nào nghĩa? Sở Phong dừng một chút tiếp tục nói. Nghĩa có đại nghĩa cùng tiểu nghĩa, đại nghĩa đối với ngươi quá mức xa xôi, cho dù là vi sư cũng làm không được hiên ngang lẫm liệt, chỉ có thể làm được hoàn thành trong lòng tiểu nghĩa. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, khiến người ta có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu suy tư vấn đề này. Trần Thiên Thiên hỏi, sư tôn tiểu nghĩa là cái gì? Sở Phong cười nói. Ta tiểu nghĩa chính là không thẹn với lương tâm, hôm nay xuất thủ không phải thánh mẫu, mà là vì Tây Nam, nhớ kỹ ngày sau ngươi hành sự trước đó. Bất luận đúng sai, chỉ cần vì không thẹn với lương tâm là được, nếu là ngươi trong lòng không thẹn, vậy liền để thiên hạ máu chảy thành sông cũng không phương. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây mới hồi phục tinh thần lại. Đại gia hỏa đều thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, bọn hắn trong lòng đều sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Nào có người dạng này dạy đồ đệ. Trần Thiên Thiên nhìn Sở Phong trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tôn kính. Sư tôn của niên khác nhau, về sau Thiên Thiên muốn nghe sư tôn. Hừ, một tiếng gầm thét đánh gãy mọi người suy nghĩ. Mọi người cái này mới phản ứng được, bọn hắn hiện tại còn trực diện một đầu phong hô ác dao. Lúc này độc giác dao muốn rách cả mí mắt, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm yếu khí. Biểu tình kia hận không thể đem trước mắt cái này nhân tộc cho ngay tại chỗ ăn hết. Tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn bản hầu. Sở Phong nghe vậy mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi còn có chút não tử, nhưng không nhiều, ta muốn người chết. Độc giác dao nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo yêu phong theo cái kia miệng to như chậu máu chi bên trong bay ra, hướng về Sở Phong ba người cuốn tới. Hồng, mọi người ở đây cảm nhận được cỗ này đáng sợ yêu phong, vì trước mắt cái kia nam nhân bóp một cái mồ hôi lạnh. Cho dù nam nhân này mạnh hơn, tại loại này không có chút nào phòng bị tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản độc giác hầu tức giận một kích. Phá. Sở Phong ngôn xuất phát tùy, chỉ là hời hợt phun ra một miệng chữ, yêu phong trong nháy mắt tiêu tán. Tĩnh, toàn trường lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Mọi người thấy Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, cả đám đều ngốc ngay tại chỗ. Đương nhiên ngu nhất mắt không ai qua được độc giác dao, nó vừa rồi thế nhưng là toàn lực xuất thủ, nhưng lại bị người nam nhân trước mắt này dễ dàng như vậy hóa giải.
Đó chỉ có thể nói một vấn đề, người nam nhân trước mắt này là một tôn bán thánh. Trốn, nhất định phải trốn, cái này Lâm Giang không đợi cũng được. Độc Giác Giao Mỹ tới đây quay người hướng về gần trong nước bỏ chạy. Sở Phong thấy thế không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn về phía một bên Trần Thiên Thiên hỏi. Thiên Thiên, muốn tự tay chém đầu này Giao Long sao? Ta có thể chứ? Trần Thiên Thiên mong đợi hỏi, biểu tình kia tựa như là tiểu hài tử thấy cái gì chơi vui đồ chơi đồng dạng. Tự nhiên có thể. Sở Phong nói dùng ngón tay tại Trần Thiên Thiên lòng bàn tay một họa viết cái kế tiếp chém chữ. Ngươi chỉ cần lấy tay đối với Lâm Giang hô lên cái chữ này là đủ. Mê mờ, Trần Thiên Thiên gật gật đầu, lập tức đưa tay hướng Lâm Giang hô to một tiếng. Chém. Dứt lời, một cái to lớn chém chữ theo trong tay nàng bay ra, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng về lòng sông rơi đi. Keng. Một kiếm tuế lên vạn tầng sóng. Mọi người hướng về trong nước nhìn qua, chỉ thấy cái kia ngập trời sóng lớn bên trong, một đầu độc giác giao đầu một nơi thân một nẻo, thân hồn câu diệt. Anh. Trần Thiên Thiên một mặt hưng phấn mà hô to một tiếng. Sư tôn, thật có thể à? Đương nhiên Thiên Thiên là tuyệt nhất. Sở Phong nói đem quay đầu nhìn về phía nguyên một đám hoa đá tại nguyên chỗ mọi người nói. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Mọi người, Lâm Giang thành chủ đệ nhất cái lấy lại tinh thần, ở trên bầu trời hô. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không có nghe được vị này tiền bối mà nói sao? Là, chỉ trong lát sau, tấu nhạc tiếng vang lên, vũ giả uyển chuyển nhảy múa. Lâm Giang thành chủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong khom mình hành lễ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ta Lâm Giang thành mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Còn xin tiền bối cáo chi tục danh, chúng ta cũng tốt vì tiền bối xây miếu ca tụng. Sở Phong cười nói, hôm nay chém giết cái kia độc giác giao, chính là đồ nhi ta. Các ngươi muốn vì nàng dương danh, thì hỏi nàng đi. Lâm Giang thành chủ gương mặt im lặng, hắn vạn vạn không nghĩ đến vị này tiền bối. Thế mà liền bực này bị người ca công tụng đức cơ hội đều không muốn, đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trần Thiên Thiên pi vạn quận, Lâm Giang thành chủ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hướng về Trần Thiên Thiên chắp tay hỏi, không biết tiên tử tục danh. Trần Thiên Thiên lập tức bày làm ra một bộ đại nhân mặt, cao giọng nói, ta chính là vấn đạo Trần Thiên Thiên. Tiểu nhân nhớ kỹ, một hồi ta thì sẽ đích thân hạ lưu trưởng giang vớt cái kia độc giác dao, đem đưa đến tiên tử trong tay. Lâm Giang thành chủ nói lấy, trong lòng còn đang không ngừng mà nỉ non, vấn đạo Trần Thiên Thiên, nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Sau một lát, Lâm Giang thành chủ liền đem một cái chữ vật túi hai tay dâng lên. Thiên Thiên tiên tử, đây là cái kia độc giác dao thi thể, còn mời tiên tử nhận lấy. Đa tạ. Trần Thiên Thiên tiếp nhận chữ vật túi, sau đó quay đầu đối với Sở Phong nói, sư tôn, chúng ta trở về đi. Chỉ là ngắn phút chốc thời gian, nàng liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, để cho nàng nhất thời nửa nhi có chút không quen. Được, Sở Phong ôm lấy Trần Thiên Thiên cùng một bên liếc nhau, sau đó một hàng ba người liền biến mất ở nguyên địa. Lâm Giang thành chủ sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn tại suy nghĩ vị kia tiên tử vì sao muốn tại tục danh của mình trước tăng thêm hỏi hai chữ. Rất nhanh hắn thì kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, vấn đạo Trần Thiên Thiên, vị kia tiên tử nguyên lai là vấn đạo học viện Thiên Kiêu. Màn đêm bao phủ toàn bộ Lâm Giang thành, hiện tại đêm đã rất sâu, nhưng trong thành còn có không ít tu sĩ trắng đêm chưa ngủ. Nay Thiên Long Vương tế tự phía trên phát sinh sự tình, để bọn hắn đến bây giờ đều khó mà quên. Đại gia hòa đều đang đàm luận, vị kia áo trắng nam tử đến tụi cùng là vấn đạo học viện cái nào vị đại năng. Có thể đại gia hòa thảo luận nửa đêm, đều không có thảo luận ra một kết quả. Dù sao vấn đạo học viện có tên đại năng bên trong, không có một vị là nho tu. Môn xuất phát tùy, một chữ chấn địch, đây là nho tu bảng hiệu. Còn có thể như vậy tuy tiện trấn áp một tôn niết bàn cường giả nói ít cũng là một tôn bán thánh. Khách sạn biệt viện bên trong, phá lệ an tĩnh. Hô! Một trận âm phong phất qua, trong mộng đẹp Trần Thiên Thiên trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, tựa hồ mơ tới cái gì chuyện vui. Đang tu luyện Băng Nghiên cùng Kim Sì Điêu Vương cùng nhau mở hai mắt ra, trong nháy mắt dùng thần thức bao phủ cả cái biệt viện. Nằm tại trên giường Sở Phong lật ra cả người, phát giác được bên ngoài truyền đến động tĩnh trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Chỉ trong lát sau, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng nói già nua. Tiểu Long Bạch La cầu kiến ân công, đêm khuya mạo muội quấy dày, mong rằng ân công thử lỗi. Sở Phong nghe được thanh âm này, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, lập tức hướng về một bên ngọn đèn một điểm, hỏa tiễn quy lập tức ngầm hiểu, đem cả phòng đều chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng. Vào đi. Dứt lời, cửa phòng từ từ mở ra, chỉ thấy một đầu sắc mặt tái nhợt giao long đứng tại cửa ra vào, nói chính xác là một đầu giao long thần hồn. Cùng ban ngày tại Lâm Thủy nhìn thấy đầu kia độc giác giao yêu khí trùng thiên khác biệt, trước mắt cái này giao long chi hồn thân bên trên tán phát lấy một cổ thần thánh hiền hòa khí tức. Tạ ơn công. Bạch Lan nói hướng về Sở Phong khom người cúi đầu. Sở Phong hỏi, chẳng lẽ các hạ chính là cái kia Lâm Giang Long Vương? Bạch La khẽ vuốt cằm, Long Vương hai chữ không dám nhận, Tiểu Long bất quá là một đầu giao long thôi, còn chưa phong vương, bằng không cũng sẽ không bị cái kia độc giác hầu đánh bại, thân hồn cũng bị hắn cầm tù. Nếu không phải có ân công xuất thủ tương trợ chém cái kia độc giác giao, chỉ sợ không tới 3 năm, Tiểu Long liền sẽ thân hồn câu diệt. Sở Phong sau khi nghe xong lạnh nhạt nói, cái kia người tìm đến ta là đền báo ân. Không tệ. Bạch La tiếp tục nói, ta biết ân công chính là trong thiên hạ số 1 số 2 cường giả, bình thường lễ vật ân công cũng trứng mắt,
Bởi vậy đêm khuya tới chơi, muốn mời ân công theo ta đến Lâm Giang Thủy Thần trong phủ đệ một chuyến. Trước đó có một tôn chân thần lưu lại di tích, Tiểu Long cũng là nương tựa theo cái kia di tích bên trong bảo bối hóa giao thành công. Anh, Sở Phong nghe xong hắn nhất thời tới hào hứng. Đã như vậy, vậy bản tọa liền theo ngươi cùng nhau đi xem một chút. Ân công mời, Bạch La nói là một cái thủ hiệu mời, Sở Phong cùng ở phía sau hắn hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn vừa ra khỏi cửa liền đối diện gặp Kim Sí Điêu Vương cùng Băng Nghiên. Bạch La nhìn đến Kim Sí Điêu Vương, thân hồn không khỏi khẽ run lên. Đối phương mặc dù không có khó xử chính mình, thế nhưng cố trời sinh cảm giác áp bách, để hắn không có sức chống cự. Công tử, này giao long không rõ lai lịch, chớ có dễ tin hắn ngôn. Băng Nghiên đang khi nói chuyện hai con mắt nhìn chằm chằm Bạch La, dường như liếc một chút liền muốn đem đối phương suy nghĩ đều cho xem thấu. Kim Sí Điêu Vương cũng phụ họa nói, tàu tử nói không sai, nào có người đứng đắn đêm hôm khuya khoát rời đi bái phỏng. Bạch La, ta cũng không phải người, chỉ là một thần hồn, giữa ban ngày đi ra, còn không phải sợ hù đến tiểu hải tử. Sở Phong cười nói, tốt, các ngươi đều không cần lo lắng, thử hỏi trong thiên hạ này thánh nhân không ra, có ai có thể ngăn được ta. Hắn giọng nói chuyện 10 phần bình thản, nhưng truyền vào Bạch La trong tai lại giống như một tiếng sét. Thử hỏi thiên hạ ở giữa có mấy người dám nói ra những lời ấy. Bạch La chắp tay hỏi, không biết ân công đại danh, còn mời ân công cáo chi. Sở Phong mỉm cười, vấn đạo Sở Phong. Tê, Bạch La hít sâu một hơi, lập tức nói, nguyên lai là Sở Bán Thánh ở trước mặt, trách không được có thể một chữ chém mắc sao. Tiểu Long bội phục bội phục. Sở Phong đánh gãy hắn, tốt, chúng ta lên đường đi. Vâng, Bạch La lập tức dẫn Sở Phong biến mất trong bóng đêm. Băng Nghiên cùng Kim Sí Điêu Vương liếc nhau về sau, cũng quay trở về trong phòng của mình tiếp tục tu luyện. Không đến một lát công phu, Sở Phong liền đi theo Bạch La đi tới Lâm Giang bên cạnh. Bạch La sau khi rơi xuống đất, tiện tay vung lên, Lâm Giang nước liền hướng về hai bên thối lui, nhường ra một con đường. Sở Phong từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều một câu, chỉ là an tĩnh đi theo Bạch La sau lưng. Bọn hắn mỗi đi một bước, sau lưng nước sông liền trở về hình dáng ban đầu. Một người một hồn tại gần trong nước đi bộ mấy trăm bước về sau, rốt cục đi tới trong nước thủy phủ. Tại thủy phủ bên ngoài có một cái phòng ngự trận pháp, Bạch La đối với cái kia phòng ngự trận pháp nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết. Trên trận pháp xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó thủy phủ cửa lớn cũng theo đó rộng mở. Bán Thánh điện hạ, thủy phủ đến mời đến. Mời. Sở Phong nói đuổi theo Bạch La tốc độ, tiến vào trong thủy phủ về sau, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tuy nhiên không bằng Vấn Đạo Học Viện loại kia tu luyện thánh địa, nhưng cũng là một chỗ bảo địa. Cái này tòa thủy phủ liền như là một tòa tiểu hình cung điện, một đường lên đều là các loại lộng lẫy trang sức, người xem hoa mắt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này trong thủy phủ trống rỗng, đừng nói là sinh linh, thi liên quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Đạo hữu, cái này trong thủy phủ chỉ có một mình ngươi ở lại sao? Bạch La nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Không dối gạt Bán Thánh điện hạ, nguyên bản cái này trong thủy phủ là có mấy ngàn quân tôm hòa thượng trăm mưa đêm. Nhưng lúc trước ta cùng cái kia độc giác hầu nhất chiến, trong thủy phủ tinh nhuệ đánh mất hầu như không còn. Còn lại thủy tộc cũng đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Thì ra là thế, không biết cái kia độc giác hầu đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sở Phong tò mò hỏi một câu. Bạch La chậm rãi nói, cái kia độc giác hầu chính là thập vạn yêu sơn bên trong một tôn yêu hầu, cùng Thiên Túc Vương là kết bái huynh đệ, nghe nói Thiên Túc Vương liền muốn đột phá bán thánh cảnh giới. Bởi vậy đặc phải hắn sáu đại nghĩa đệ tìm kiếm hương hóa nguyện lực cột rửa trên thân yêu khí, Tiểu Long tại cái này gần trong nước tọa trần mấy trăm năm, góp nhặt không ít hương hóa nguyện lực, tự nhiên liền trở thành mục tiêu của bọn nó, lại là Thiên Túc Vương. Sở Phong nghe được tôn này yêu vương danh hào, nhịn không được thì thào một câu. Phản ứng của hắn để Bạch La vui vẻ, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ Thiên Túc Vương còn đắc tội qua đại nhân ngài? Sở Phong cười nói, hắn cái gì cấp bậc cũng xứng đắc tội bản tọa, chỉ là lúc trước gặp hắn vô tri thủ hạ thôi. Cũng thế, Bạch La trong lòng có chút tiếc nuối, nếu là vị này nguyện ý xuất thủ trấn áp Thiên Túc Vương, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng mình cũng không có tư cách yêu cầu vị đại nhân này làm vát sức, đối phương xuất thủ chém giết độc giác hầu, đối với hắn mà nói cũng là lớn lao ân tình. Một người một hồn xuyên quá nặng trọng sân nhỏ, cuối cùng đi đến một cái tư đường trước. Bạch La dừng bước lại nói, điện hạ, chúng ta đến, nơi này chính là chỗ kia di tích lối vào. Sở Phong cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Bạch La nói, tích thủy tri ân nhưng suối tuôn tương báo, húng chi ta vốn là theo di tích này chi ở bên trong lấy đức truyền thừa, đem vị kia chân thần phụng làm tổ sư cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn nói chuyện ở giữa, đem từ đường cửa lớn mở ra, sau đó đi đến một bức tượng thần trước, lễ bái ba lần về sau, lập tức thi pháp hét lớn một tiếng, mở. Dứt lời, một cái truyền tống trận lối vào liền xuất hiện tại Sở Phong mắt trước mắt. Sở Phong cùng Bạch La cùng nhau đi vào truyền tống trận bên trong. Bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền xuất hiện tại một cái đen nhánh tiểu thế giới bên trong. Tử vong, lãnh tịch, hắc ám khí tức tràn ngập tiểu thế giới này. Quyết định cũng là ngươi, Hỏa Tiễn Quy. Sở Phong nói trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, Hỏa Tiễn Quy liền từ hắn chữ vật giới bên trong bay ra, đem cái này đen nhánh tiểu thế giới cho chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng, nhiệt độ cũng tăng lên mấy lần. Một bên Bạch La thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ hơi đổi, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc.
Hỏa Tiễn quy quét liếc chung quanh nói, vị kia đại nhân, tại sao ta cảm giác nơi này không phải Thiên Huyền Đại Lục? Ngươi nói không sai, nơi này cũng không phải là Thiên Huyền Đại Lục, mà chính là một cái đặc thù tiểu thế giới. Sở Phong nói chuyện đồng thời, thần thức đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Hắn muốn đem thần thức tiếp tục hướng về chung quanh thăm dò, lại phát hiện bên trong thế giới nhỏ này có một loại nào đó phát tắc chi lực tại hạn chế chính mình. Không hổ là chân thần, tôi cùng đá vẫn lạc, tàn lưu lại thần lực, vẫn như cô có thể hạn chế chính mình cái này bán thánh. Xem ra ta còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục quất roi các đệ tử. Sở Phong một hàng đi bộ mấy trăm bước về sau, rốt cục thấy được một cái to lớn thần điện. Tại thời gian tàn phá dưới, trước mắt tòa này thần điện cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Trên thần điện chữ đã mơ hồ không rõ, khiến người ta nhìn không ra thần điện này phía trên nguyên bản viết chữ. Sở Phong đứng tại bên ngoài thần điện, quay đầu nhìn một bên Bạch La nói, tiến vào cái này thần điện bên trong có thể có cái gì quy củ? Bạch La lắc đầu, khởi bẩm điện hạ, cũng không quy củ, thần điện này hết thảy có 13 tòa cung điện. Mỗi một cái cung điện bên trong bảo vật cũng khác nhau, càng ở sau cung điện càng phát ra khó có thể tiến vào, tiểu nhân cũng bất quá đi đến qua cái thứ tư cung điện. Hỏa Tiễn Quy nghe nói như thế, lập tức hỏi ngược lại, đã ngươi không có đến qua còn lại 8 cái cung điện, vì cái gì biết cái này thần điện bên trong có 13 cái cung điện? Bạch La giải thích nói, ta từng tại đệ nhất cái cung điện bên trong từng chiếm được một phần liên quan tới cái này thần điện địa đồ, thế mới biết hiểu thần điện bí mật. Đáng tiếc cái kia địa đồ đã theo nhục thể của ta cùng nhau bị hủy, bằng không có thể đưa cho điện hạ quan sát. Không sao, đá tôn này chân thần đã vẫn lạc, cái kia thần điện này thì khốn không được bàn tọa. Sở Phong nói dẫn đầu đi vào đệ nhất trong một cái thần điện. Sau khi đi vào, Sở Phong phát hiện bên trong giống tuyết. Bạch La thấy thế trên mặt lộ ra tâm hồng biểu lộ, cái này đệ nhất cái cung điện bên trong đồ vật cũng là bị hắn cho chuyển không. Sở Phong một hàng thông suốt đi tới cái thứ tư cung điện, cùng phía trước bốn cái trống rỗng cung điện khác biệt, bên trong tòa cung điện này khắp nơi đều có cấm chế, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một số không có mở ra bảo dương. Bạch La nói, cái này bốn cái cung điện bên trong tràn ngập tử khí, ta lúc trước mở ra trong dương đều là một số u minh chi vật, bởi vậy ta không có tiếp tục đánh mở dương. Sở Phong nghe xong hắn, tiện tay phá mất một cấm chế, mở ra một cái dương, chỉ thấy bên trong để đó một cái quỷ khí âm trầm mộc giản. Hắn dùng thần thức nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong viết U Minh Chân Kinh bốn chữ lớn, quét xong một lần. Phát hiện đây chỉ là một bộ thành giai công pháp, Sở Phong liền đem ném vào chính mình chữ vật giới bên trong, sau đó hắn mở ra diệt thế chi nhãn xem xét. Mỗi một cấm chế phía dưới đều là quỷ khí vờn quanh, chỉ là nhìn lấy, liền để hắn không có bất kỳ cái gì dục vọng. Ngay tại Sở Phong muốn thu hồi chính mình ánh mắt lúc, lại thấy được nào đó cấm chế hạ quỷ khí bên trong ẩn chứa một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hả? Sở Phong nhất thời đối cấm chế kia hứng thú, tiện tay phá mất cấm chế, chỉ thấy một cái bị đóng băng cái bình rơi trên mặt đất. Hắn hướng về cái bình một chảo, liền đem cái bình nắm trong tay. Một giây sau, Sở Phong trên tay thì kết xuất một trận xương lạnh. Sở Phong dùng thần niệm quét cả chiếc lọ một lần, bất ngờ phát hiện cái bình này phía trên lại có vết nứt. Phải biết cái bình này thế nhưng là một kiện cực phẩm linh khí, nhìn tới nơi này mặt có bảo bối tốt. Sở Phong sau đó đem miệng bình mở ra, một giây sau một đoàn màu xanh lam cái bóng thì theo trong bình bay ra, chỉ một thoáng toàn bộ thứ tư cung đều bị băng xương bao trùm. Hỏa Tiễn Quy nhìn trước mắt cái này đoàn màu xanh lam cái bóng, hô to một tiếng, U Minh băng diễm, Bạch La, dị hỏa. Sở Phong cười nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. U Minh băng diễm nhìn đến Hỏa Tiễn Quy không hề nghĩ ngợi thì xông đi lên cùng giao chiến, đùng đùng không dứt, hai đám lửa trộn đến, một mảnh hỗn độn, trực tiếp đem Bạch La đều cho nhìn trợn tròn mắt. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, chính mình lúc trước không có mở ra cấm chế kia, bằng không đối mặt phía trên cái này U Minh băng diễm, cho dù chính mình sau cùng thắng cũng sẽ chỉ là thảm thắng. Sở Phong thì là lấy ra một bầu rượu, an tĩnh nhìn lấy Hỏa Tiễn Quy đại chiến U Minh băng diễm. Sau một lát, Hỏa Tiễn Quy dẫn đầu thua trận, trên thân hỏa quang cũng dần dần biến yếu. Hiện tại nó cũng không đoái hoài tới gì Hỏa Tôn Nghiêm, hô to một tiếng, vị kia đại nhân cứu ta. Sở Phong nghe vậy khóe miệng hơi hơi dương lên, phun ra một chữ, Phong. Môn xuất phát tùy, một cái to lớn phong tự rơi vào U Minh băng diễm phía trên. Nguyên bản phách lối vô cùng U Minh băng diễm lập tức thì rơi xuống đất, tại chỗ nhảy lên vài cái về sau liền không động đậy được nữa. Hỏa Tiễn Quy thấy cảnh này đại hỉ, hướng về U Minh băng diễm đánh tới, còn không có đụng phải U Minh băng diễm, phong tự phía trên thì phát ra một vệt kim quang, đem Hỏa Tiễn Quy cho đánh bay. Hỏa Tiễn Quy một mặt buồn bực nhìn lấy Sở Phong hỏi, vị kia đại nhân, vì cái gì không cho ta thôn phệ ra hỏa này? Sở Phong cười nói, nhớ kỹ, về sau không phải bản tọa đưa cho ngươi, ngươi không thể cầm. Hỏa Tiễn Quy nghe nói như thế, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào. Sở Phong nhìn đến nó cái bộ dáng này, mở miệng nói, tốt, tiểu tử ngươi cũng không cần một bộ thụ bao lớn ủy khuất biểu lộ, chờ ngươi luyện đan kỹ thuật tăng lên, bản tọa tự nhiên sẽ đưa nó ban cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Hỏa Tiễn Quy lập tức lại khôi phục bình thường hưng phấn cuối cùng. Sở Phong đem U Minh băng diễm thu vào bảo bình bên trong, sau đó lại cho bảo bình tăng thêm một tầng phong ấn, chỉ thấy bảo bình băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đi thôi, nhìn xem phía trước đến tột cùng có những thứ gì. Vâng,
Bạch La tiếp tục ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, hắn liền tại trước một cánh cửa ngừng chính mình cước bộ, quay đầu đối với Sở Phong nói. Điện hạ, ra cánh cửa này chính là một chỗ tử vực, bên trong có vô số vong hồn, giết chi không hết. Mỗi một lần ta đi tới nơi này đều chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về. Chỉ là vong linh thôi, có ta hỏa tiễn quy in tại bảo đảm đưa chúng nó thiêu đến không còn một mảnh. Hỏa tiễn quy một mặt tự tin nói, Bạch La gật gật đầu, mang theo Sở Phong xuyên qua cánh cửa kia. Đây chính là ngươi nói tử vực. Hỏa tiễn quy nhìn trước mắt cái này có vô số vong hồn nơi tụ tập, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Bạch La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, đây không phải tử vực á? Không, nơi đây không phải tử vực. Sở Phong híp hai mắt, tay càng không ngừng mò vuốt lấy cái cằm, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, nơi này cần phải trong truyền thuyết chính là Hoàng Tuyển Lộ. Hoàng Tuyển Lộ. Bạch La nghe được ba chữ kia, vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn hiện tại chỉ là một thân hồn, nếu là đến Hoàng Tuyển Lộ thì vĩnh viễn không có khả năng trở lại trong hiện thực. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, bên ngoài còn có thư của hắn chúng, chỉ cần tín đồ nguyện lực đầy đủ, chính mình liền có thể tái tạo thân thể. Một bên Hỏa Tiễn Quy nhìn đến Bạch La bộ dáng này, nhịn không được cười khẩy nói, người lui nửa bước động tác chăm chú sao? Bạch La gương mặt bất đắc dĩ, đạo hữu, không phải ta sợ tử, mà chính là nơi này không phải ta một cái thân hồn có thể đỡ địa phương. Sở Phong từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, chỉ là yên lặng mở ra Diệt Thế Chi Nhãn, muốn nhìn rõ cái này Hoàng Tuyển Lộ nguyên trạng. Đáng tiếc, Diệt Thế Chi Nhãn tại cái kia chân thần pháp tắc phía dưới nhìn, lộ ra không có tác dụng quá lớn, trước mắt vẫn như cũ là một đầu không nhìn thấy cuối Hoàng Tuyển Lộ. Hắn khẽ nhíu mày, có chút hăng hải nói, có chút ý tứ, rất lâu không có gặp phải loại này cần ta dùng đầu óc cục diện. Bạch La nghe vậy yếu ớt hỏi một câu, điện hạ, ngài có thể đem cái này Hoàng Tuyển Lộ cho phá mất. Sở Phong cười nói, nếu là cái kia thật thần còn sống, ta tự nhiên là quay đầu rời đi, hiện tại hắn đã không tại phương thế giới này, chỉ lưu lại một tia thần lực pháp tắc, ta toàn lực ứng phó, vẫn là có thể phá mất cái này Hoàng Tuyển Lộ. Điện hạ không hổ là đương đại đệ nhất bán thánh. Bạch La bất lộ dấu vết vuốt đuôi nịnh bợ. Hỏa Tiễn Quy lập tức cho ra hỏa này một cái liếc mắt, loại sự tình này là ngươi một cái thân hồn có thể làm sao? Hẳn là ta Hỏa Tiễn Quy làm sự tình. Sở Phong không có trả lời Bạch La, chỉ là ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu đọc Phật kinh. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ uẩn giai không, độ hết thầy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Hắn tụng kinh tốc độ rất chậm, mỗi một chữ tựa hồ cũng là dùng hết toàn lực đọc đi ra. Nhưng mỗi một chữ xuất hiện đều lại phát ra một đạo Phật quang, đem cái này người chết thế giới tăng thêm một chút sinh cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Tuyển Lộ cũng tại cái này tiếng tụng kinh bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay tại Sở Phong tiếng tụng kinh lúc kết thúc, trước mắt Hoàng Tuyển Lộ đã biến mất, thu vào mọi người tầm mắt chính là một cái hoang vu đình viện. Ở cái này đình viện chính giữa có một đóa mỹ lệ mà yêu dã bông hoa chính thịnh mở ra. Không biết là nguyên nhân gì, Bạch La chỉ là nhìn này đóa hoa liếc một chút, thì cảm giác thân hồn của mình tan rã, có một loại muốn bị cái kia hoa lấy đi cảm giác. Điện hạ, lời này không thích hợp. Sở Phong lạnh nhạt nói, không có cái gì không đúng kình. Nếu như không có nhìn lầm, đóa hoa này hẳn là trong truyền thuyết sinh trưởng tại Hoang Tuyền bỉ ngạn hoa. Đóa hoa này là người chết biểu tượng, người thần hồn chưa xảy ra chưa diệt, nhưng bỉ ngạn hoa lại là người thiên địch. Hỏa Tiễn Quy nghe nói như thế, vô ý thức hỏi một câu, đại nhân, nói như vậy cái này vong hồn chỉ có thể dừng bước tại này rồi? Chưa hẳn, chỉ cần bản tọa thu cái này bỉ ngạn hoa, hắn liền có thể cho chúng ta tiếp tục dẫn đường. Sở Phong nói liền đứng dậy hướng về cái kia đóa bỉ ngạn hoa đi tới. Mỗi đi một bước, Sở Phong đều sẽ cảm giác được chung quanh sinh cơ giảm thiếu một phần, như là dựa theo hiện tại tốc độ, rất có thể hắn vẫn chưa đi đến bỉ ngạn hoa trước mặt, cả người sinh cơ liền sẽ bị bỉ ngạn hoa thôn phệ. Nghĩ tới đây, Sở Phong ngừng chính mình cước bộ, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tuy nhiên hắn trước kia tại Tạp Đạo Viện trong cổ tịch nhìn qua liên quan tới bỉ ngạn hoa ghi chép, nhưng phía trên lại không có ngắt lấy bỉ ngạn hoa phương pháp. Nửa canh giờ về sau, Sở Phong đều không có nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Đã dựa vào dùng đầu óc không giải quyết được, vậy mình thì động thủ. Hắn theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bộ kiếm của mình. Keng, Sở Phong rút kiếm tiện tay vung lên, hướng về bỉ ngạn hoa nhánh hoa chém tới. Keng, kiếm khí còn không có đụng phải bỉ ngạn hoa, liền bị lấp kín nhìn không thấy tường chặn lại. Cái này sao có thể? Hỏa Tiễn Quy thấy cảnh này nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, tại trong lòng của nó Sở Phong cũng là không gì làm không được đại biểu, hiện tại thế mà bị một đóa hoa chặn lại đường đi. Có chút ý tứ, Sở Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại càng phát hưng phấn lên. Vạn kiếm quy nhất, Sở Phong toàn lực ứng phó một kiếm lại lần nữa hướng về bỉ ngạn hoa nhánh hoa chém tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiểu thế giới bên trong, vạn kiếm cùng bay, sau cùng hội tụ thành một kiếm, âm vang rơi xuống. Keng, kiếm rơi, bỉ ngạn hoa chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Sở Phong thấy thế lập tức bàn tay lớn hướng về bỉ ngạn hoa một chảo, đem đóa này mỹ lệ mà yêu dã hoa nắm trong tay.
Cho dù đóa hoa này đã bị hắn lấy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại đóa hoa này phía trên cảm giác được một cỗ cực âm, tử vong hỗn tạp pháp tắc chi lực. Còn tốt đóa hoa này không có sinh ra linh trí, bằng không thật cầm đóa hoa này không có cách nào. Hắn thì thào một câu về sau, đem Bỉ Ngạn Hoa để vào trong một chiếc hộp, lại trang nhập trong chữ vật giới chỉ. Đi thôi. Đúng. Bạch La lên tiếng lập tức hướng về Sở Phong bên người đi đến. Hắn lúc này đại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đồng thời trong lòng cũng là dị thường hưng phấn, rốt cục có thể nhìn đến thứ năm cung bên trong bảo bối. Sở Phong một hàng xuyên qua đình viện liền rời đi thứ tư cung, tiếp tục hướng về thứ năm cung xuất phát. Sau một lát, mọi người đi tới thứ năm ngoài cung, còn không có vào cửa, Sở Phong liền cảm thấy cái này thứ năm trong cung có một cỗ cường đại khí tức, cỗ khí tức kia chủ nhân không chút nào kém cỏi hơn lão viện trưởng. Hắn cảm ứng đến cỗ khí tức này, trong miệng lẩm bẩm nói, này cung có thánh cảnh tọa trấn. Bạch La nghe vậy vô ý thức rung động run một cái, yếu ớt mà hỏi thăm, vậy chúng ta còn muốn đi vào sao? Sở Phong cười nói, cho dù là có thánh cảnh tọa trấn, cái kia cũng bất quá là một tôn chết mất thánh cảnh, nếu là hắn còn sống, người đã sớm mất mạng. Bạch La gật gật đầu, cũng đúng vậy à, cũng không biết tôn này thánh cảnh đến tột cùng là một tôn dạng gì sinh linh, vào xem chẳng phải sẽ biết. Sở Phong nói đệ nhất cái bước vào cung trong môn phái, Bạch La cùng Hỏa Tiễn Quy theo sát phía sau. Tiến vào đại điện về sau, bao quát Sở Phong ở bên trong toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Tại cung điện này chính giữa đứng đấy một bộ cao mấy chục trượng hài cốt, cho dù nó đã chết đi, nhưng trên thân thánh uy vẫn là để người không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ bái. Bạch La nhìn lấy hài cốt, vô ý thức hoảng sợ nói, Kỳ Lân, trấn thủ cái cung điện này lại là một tôn thánh cảnh Kỳ Lân. Đáng tiếc, Sở Phong hai đời cũng không có ở trong hiện thực gặp qua Kỳ Lân đây. Hắn bắt đầu tìm kiếm cái kia cổ thánh uy ngọn nguồn, sau cùng tại Kỳ Lân trong đầu phát hiện một cái ảm đạm không ánh sáng thủ đan, vừa rồi bọn hắn cảm nhận được thánh uy bắt đầu từ cái này thủ đan bên trong phát ra. Sở Phong không nói hai lời hướng về cái kia Kỳ Lân trong đầu bay đi, hắn sau khi đứng vững, sau đó đem cái viên kia như là người trưởng thành đấu kích cỡ tương đương thủ đan chộp tới. Ngay tại tay của hắn đụng phải thủ đan thời điểm, cung điện bên trong phát sinh biến cố,